Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, Ngài nói rằng là con cái là cơ nghiệp. Cơ nghiệp của ai? Chúa ta. Nói con cái là cơ nghiệp của Đức Chúa Trời ban cho. Amen. Con cái là cơ nghiệp của Đức Chúa Trời ban cho. Nên là những người nào có con cái chính là có cơ nghiệp. Amen. À, cơ nghiệp Đức Chúa Trời ban cho ngay dưới đất này, cũng như là cơ nghiệp của Đức Chúa Trời ở trên trời Ngài ban cho chúng ta nữa. Amen. À, và khi mà Chúa ban cho chúng ta thì chúng ta cần dâng con cái của mình cho Đức Chúa Trời. Amen. Để là Chúa có quyền trên đứa trẻ. À, Chúa ban phước cho đứa trẻ, Chúa sử dụng đứa trẻ có thể là khi còn nhỏ hay là trưởng thành tùy theo Chúa muốn điều gì trên đứa trẻ thì chúng ta sẵn sàng dâng đứa trẻ là con của mình cho Đức Chúa Trời để mong của Chúa. À, chúng ta nhớ là phục vụ Chúa là điều phước lành vô cùng giữa thế gian này, là chức vụ rất là cao quý. À, chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời bởi vì chúng ta nhớ là anh nghe và cầu nguyện với Chúa và cái thì thầm cầu nguyện với Chúa trong cái thời kỳ Heli đó. À, Đức Chúa Trời nghe đời sống của bà, thấy được đời sống của bà tin kính và thấy được cái nỗi oan ức của bà, và Đức Chúa Trời đã ban cho bà một đứa con, đó là Samuel. Và khoảng nhật xưa thì bà đã đem đến dâng hiến Samuel cho Đức Chúa Trời để Ngài sử dụng nó để phục vụ Chúa. Trong khoảng 2-3 tuổi đó mà Chúa cha mẹ đã dâng con mình cho Đức Chúa Trời ở lại đền thờ luôn. Đây là một cái sự hy sinh rất là lớn lao, và với tấm lòng biết ơn Chúa, vợ chồng và anh em đã dâng Samuel cho Đức Chúa Trời, thì chúng ta thấy được rằng là Đức Chúa Trời đã sử dụng Samuel từ khi rất nhỏ, nghe được tiếng phán của Đức Chúa Trời. Lúc ấy thì Chúa không còn phán với Eli nữa, nhưng mà Chúa phán với Samuel. Cảm ơn Chúa, và Samuel trở thành một tiên tri rất là tuyệt vời, lớn lao vô cùng tại vương quốc Israel, giải cứu dân Israel ra khỏi người Philippines. Và người cũng là sức giàu cho Saul, người là sức giàu cho David. Cảm ơn Chúa. À, trong thời kỳ Chúa Giêsu thì chúng ta biết rằng là Chúa Giêsu cũng được sinh ra và được dâng lên trên đền thờ. Maria Joseph đem Chúa Giêsu lên trên đền thờ và dâng cho Đức Chúa Trời. Đây là luật lệ của Đức Chúa Trời bày tỏ cho dân Israel, những người nam thì 8 ngày sau thì dâng lên cho Chúa phong ạ, làm lễ cắt bì. Và cảm ơn Chúa thì tất cả những người Israel khi dâng lên cho Chúa những đứa trẻ thì Đức Chúa Trời sử dụng đứa trẻ đó, và đứa trẻ đã thuộc về danh thánh của Đức Chúa Trời. À, đối với hội thánh ngày hôm nay thì chúng ta cũng có con sinh ra và cảm tạ Đức Chúa Trời vì Chúa ban cho chúng ta có những người con, và chúng ta cũng dâng lên cho Đức Chúa Trời để Chúa bảo vệ nó, Chúa sử dụng nó, Chúa ban phước cho nó, và Chúa không lìa xa nó. Amen. À, và cảm ơn Chúa, tôi thấy rằng là có những con người không có con. À, vừa rồi thì chúng ta cũng nhớ được có một người ở Đà Lạt 40 tuổi rồi, hai vợ chồng là bác sĩ nhưng mà họ không có con được. Mà khi đến đây cầu nguyện giải cứu, rồi sau năm sau thì cô đã có một người con rất là tuyệt vời. Bây giờ hai vợ chồng yêu mến nhau và có một cái gia đình hạnh phúc, đó là điều mà Đức Chúa Trời ban cho. Amen. Nên là hãy nhớ chứ là không gì khó cho Đức Chúa Trời. Amen. Nên chúng ta cần phải biết được rằng là Chúa là Đức Chúa Trời, Ngài tạo dựng nên con người và Ngài làm tất cả mọi sự bởi vì Ngài là đấng toàn năng. Nên chúng ta có con là cảm tạ Đức Chúa Trời, và chúng ta biết rằng mọi đời sống của chúng ta để nuôi con của mình thì Đức Chúa Trời là đấng chu cấp. Hãy tin cậy nơi Đức Chúa Trời của chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa. Bây giờ tiếng này sẵn sàng dâng con của mình, hai con đứng lên đi. Sẵn sàng dâng con của mình cho Chúa phải không ạ? Dâng thì là dâng luôn nha, không lấy lại nha. Đúng không? Dâng là phải thuộc về Chúa hoàn toàn. Chúa sử dụng nó như thế nào trong tương lai thì
sẵn sàng ủng hộ. Giống như là mình là người quản gia thôi mà. Amen. Khi học thánh là chúng ta cùng đứng lên, dân con trẻ làm sao cứu cháu mình. Chúa ơi, giờ này trước mặt Đức Chúa Trời, gia đình của Tiến Mỹ đã dâng Nguyễn Nhật Anh cho Đức Chúa Trời. Thì ngay thì giờ này Đức Chúa Trời chúng con hiện diện ở đây, và Ngài nhận lời, Ngài sẵn sàng nhận Nguyễn Nhật Anh để rồi Ngài ban phước, Ngài nuôi dưỡng và Ngài sử dụng trong những ngày tương lai. Tương lai của Nguyễn Nhật Anh như thế nào Đức Chúa Trời biết, và Ngài sẽ dìu dắt, Ngài sẽ nuôi dưỡng, ban phước và Ngài sức giàu để cháu có thể bước vào trong chức vụ trong những ngày tương lai và phục vụ Đức Chúa Trời của chúng con. Con cầu xin dòng huyết của Chúa Giêsu rửa sạch lương tâm của Nguyễn Nhật Anh ra khỏi những công việc chết, những gì của tổ phụ, những gì của sự di truyền, những gì của những công việc chết, thì ngay giờ này huyết của Chúa Giêsu tẩy sạch tấm lòng này, còn cho cháu hoàn toàn được sạch bởi huyết của Chúa Giêsu có năng quyền. Chúng con cảm ơn Chúa và xin các linh của Đức Chúa Trời cũng thánh hóa thân thể hai chết cháu thuộc về Chúa Giêsu, cháu được thanh tẩy tất cả những công việc chết, những gì hai chết trong thân thể này, và cháu hoàn toàn được sạch, được thánh hóa bởi thánh linh và quyền năng của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vô cùng về tình yêu thương lớn lao mà Ngài đã dành cho gia đình Tiến Mỹ và cháu Nguyễn Nhật Anh. Và con tin rằng Đức Chúa Trời của chúng con là Đức Chúa Trời toàn năng, và Ngài làm bất cứ điều gì họ tin cậy, và xin Chúa ban cho cha mẹ đầy ơn của Chúa, đầy dạy lời của Đức Chúa Trời để dạy dỗ con của mình trong con đường kính sợ Đức Chúa Trời. Cháu Nguyễn Nhật Anh lớn lên đẹp lòng Đức Chúa Trời và đẹp lòng mọi người. Cảm ơn Ngài vô cùng. Trong danh Chúa Giêsu Christ, con công bố rằng bởi quyền năng thánh linh của Đức Chúa Trời, sự sống của thánh linh Đức Chúa Trời tràn đầy trong Nguyễn Nhật Anh, và cháu khỏe mạnh, tất cả bệnh tật bị tiêu trừ và không có vi trùng virus nào xâm nhập được, bởi vì trong cháu có sự sống của thánh linh Đức Chúa Trời, và sự sống đó làm cho cháu được bình an, được vui mừng và khỏe mạnh, có kháng thể mạnh mẽ chống lại mọi vi trùng gây bệnh. Con cảm ơn Ngài. Trong danh Chúa Giêsu Christ, một lần nữa con công bố huyết của Chúa Giêsu rửa sạch Nguyễn Nhật Anh, và quyền năng của thánh linh đầy dẫy, sự sống của Ngài đầy dẫy, hầu cho cháu thật sự được sống trong thánh linh của Đức Chúa Trời chứ không phải chỉ là xác thịt mà thôi. Con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Con dâng Nguyễn Nhật Anh trong tay quyền năng của Đức Chúa Trời, vì Ngài nhận lãnh và Ngài dạy dỗ, ban phước ở cùng, và Ngài sử dụng cháu mọi lúc mọi nơi, trong hoàn cảnh nào như thế nào, thì Chúa ơi, Ngài cho cháu thật sự biết Chúa, tâm linh được mở ra để nhận biết Đức Chúa Trời, nhận biết sự kêu gọi của Chúa, và nhận biết được cơ nghiệp giàu có vinh quang của Đức Chúa Trời, và nhận biết quyền năng vĩ đại siêu việt mà Đức Chúa Trời ban cho chính đời sống của mình. Con cảm ơn Ngài. Cảm ơn cha. Cảm ơn cha vô cùng. Một lần nữa con xin dâng Nguyễn Nhật Anh trong tay Chúa, và nguyện Chúa cùng ở cùng gia đình Tiến Mỹ để các cháu đầy đủ mọi nhu cầu, đầy đủ tài chính và đồ ăn đầy đủ, không thiếu gì, để nuôi con của mình, và cũng dư dật đầy dẫy lời của Đức Chúa Trời để dạy dỗ con cái của mình trong đường kính sợ Chúa, và dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, hầu cho khi trở về già nó không lìa khỏi đó. Con cảm ơn Ngài. Con cảm ơn Chúa về sự tốt lành của Ngài. Con dâng Nguyễn Nhật Anh cũng như gia đình Tiến Mỹ trong tay Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Rồi giao lại cho các con để nuôi dưỡng con của mình nha. Amen. Rồi nhớ Chúa ban phước cho các con. Nhiều tâm chúng ta ăn quá. Hôm qua thì chúng ta học biết về Chúa xây dựng lại đền tạm, đúng không ạ? Chúa xây dựng lại nhà trại của David. Xây dựng lại nhà trại của David. Chúa trùng tu lại.
và Chúa nói là để họ cho muôn dân thì sẽ biết mà thờ phượng Đức Chúa Trời. Có nghĩa là Chúa xây dựng lại đền thờ và Chúa kéo nhiều người đến bởi vì sự hiện diện của Chúa ở đó, và nhiều người sẽ đến và thờ phượng Đức Chúa Trời. Amen. Hội thánh của Chúa có sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Amen. Và hội thánh của Chúa sẽ kéo nhiều người bước vào trong sự hiện diện của Chúa để họ được giải phóng, để họ được tự do. Và sáng hôm nay chúng ta có đề tài đó là con người thuộc linh và xác thịt, để chúng ta hiểu biết là chúng ta có thể sống một cái đời sống phước lành ở trong Đức Chúa Trời của mình. Ban đầu thì Đức Chúa Trời của chúng ta dựng nên con người là một con người thuộc linh, phải không ạ? Trong câu 26 thì Đức Chúa Trời phán: chúng ta hãy tạo nên loài người như hình ta và giống như ta, để quản trị loài cá biển, chim trời, súc vật trên cả trái đất và loài vật bò trên đất. Đức Chúa Trời tạo loài người theo hình ảnh Ngài. Ngài sáng tạo loài người như hình Đức Chúa Trời. Ngài tạo nên người nam và người nữ. Amen. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình của Đức Chúa Trời và giống như Ngài. Amen. Đó là hai điều mà chúng ta cần suy gẫm. Ngài dựng nên con người như hình của Ngài và giống như Ngài. Và Chúa trong đoạn 2 thì Ngài nói rằng là Chúa Đức Chúa Trời nắng lên loài người từ bụi đất và hà sinh khí và lỗ mũi, và người trở nên một linh hồn sống. Người trở nên một linh hồn sống. Thì như vậy thì chúng ta biết rằng là Ngài dựng nên con người như hình Ngài, tức là chúng ta giống hình bóng của Ngài, giống như là người con giống cha vậy. Nó lên một người con giống Đức Chúa Trời, giống cha của mình. Trong Luca đoạn 3 câu 38 thì xếp con Adam, Adam con Đức Chúa Trời. Như vậy thì con người giống hình Đức Chúa Trời, có nghĩa là người cha giống con. Amen. Giống trong mọi sự. Có ADN của Đức Chúa Trời. Amen không ạ? Và Ngài nói rằng là như hình ta và giống như ta. Giống như ta. Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời thần linh. Ngài là thần linh, Đức Chúa Trời là thần. Amen. Hai thờ phượng Ngài thì sao? Và lấy công thần là thật mà thờ phượng. Nên Đức Chúa Trời là thần, nên con người được dựng nên thì giống như Đức Chúa Trời, có nghĩa là theo một con người thuộc linh chứ không phải là một con người xác thịt. Dù con người có linh hồn và thân thể, nhưng mà chúng ta biết được rằng là tâm linh của con người hiểu biết và tiếp nối với thế giới thần linh, biết được Đức Chúa Trời, biết được ma quỷ là thế giới linh, và tâm trí, ý chí, tình cảm là phần hồn của con người, có tình cảm, có ý chí, có lý trí, có sự gọi là trí thức, hiểu biết và quyết định. Và thân xác thì có ngũ quan để tiếp xúc với thế giới vật chất. Như vậy Đức Chúa Trời dựng nên con người đầy đủ ba phần: tiếp xúc với thế giới linh, tiếp xúc với thế giới vật chất, và có ý chí, có tình cảm và để quyết định. Và đây là một con người khôn ngoan thông sáng ban đầu như hình Chúa và giống như chính Chúa. Amen. Một đời sống thuộc linh. Nên chúng ta thấy được rằng là linh cảm của Adam nó rất là quyền năng, rất là siêu nhiên. Khi Đức Chúa Trời cho Adam ngủ mê và lấy cái xương sườn của Adam để dựng lấy một người nữ, mà khi người nữ đó đem lấy với Adam thì Adam nói rất xác quyết: người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt thịt tôi mà ra. Người này được gọi là người nữ vì bởi người nam mà có. Amen. Rất thuộc linh. Và Đức Chúa Trời đã cho Adam là một con người, đặt tên cho muôn loài vạn vật,
Tôi nghĩ mà nếu mà tâm trí của một con người khôn ngoan, của một con người thì đặt tay muôn loài vạn vật, từ chim trời, từ cá biển mà động vật trên đất, muôn loài côn trùng thì chắc chắn rất là khó đấy. Nhưng mà có một tâm linh quá siêu nhiên, amen, một tâm linh siêu nhiên vô cùng đầy dạy sự khôn ngoan, và có một tâm trí rất là khôn ngoan để rồi ông có thể đặt tên cho muôn loài vạn vật, mà không phải chỉ là tên của nó mà thôi, nhưng mà tên của nó cũng theo bản chất của nó nữa. Amen. À, cũng theo bản chất của nó, đó là một cái sự khôn ngoan đặc biệt, một con người thuộc linh thật sự, một con người đứng giữa sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Chúng ta biết rằng là ở trong vườn Eden, Đức Chúa Trời đã ở đó với Adam và Eva. Đức Chúa Trời đã căn dặn họ mọi điều và dạy dỗ họ. Họ với Đức Chúa Trời có một sự kết nối mật thiết với nhau và không có xa cách được, bởi vì giữa cha và con. Nếu Đức Chúa Trời dựng lên một con người hoàn toàn là xác thịt thì Đức Chúa Trời với con người không thể giao thông với nhau được. Không, bởi vì Ngài là thần linh, còn con người thì xác thịt, làm sao có thể giao thông với nhau được? Chẳng qua là Ngài muốn nói chuyện với họ thì Ngài nói chuyện, còn họ thì không thể nói chuyện với Đức Chúa Trời được. Và điều này cho chúng ta thấy rằng là con người ban đầu là con người thuộc linh. Amen. Chúng ta thấy điều đó mà. Nhưng mà khi con người phạm tội rồi thì từ một con người thuộc linh nó chuyển xuống một con người sống trong xác thịt. Cái phần tâm linh người ấy đã bị phân cách với Đức Chúa Trời, và Chúa đã nói rằng là khi các ngươi ăn cái trái biết điều thiện điều ác đó, các ngươi sẽ chết, các con sẽ chết. Nên khi họ ăn xong thì chúng ta thấy họ sống sờ sờ phải không, nhưng mà tâm linh của họ đã bị phân cách với Đức Chúa Trời. Họ đã bị phân cách với Đức Chúa Trời rồi, nên chúng ta thấy điều gì xảy ra cho Adam và Eva? Chạy trốn. Con nghe tiếng của Chúa nhưng mà chạy trốn, không muốn giao tiếp với Đức Chúa Trời nữa, và không dám giao tiếp với Đức Chúa Trời nữa, sợ hãi và đi trốn Chúa. Đến ngày hôm nay chúng ta thấy rằng là cũng thường là khi một con người thuộc linh thật sự sống mạnh mẽ, sống trong năng quyền của Thánh Linh Đức Chúa Trời, nhưng mà khi phạm tội rồi thì sao? Thường hay né tránh người khác, phải không ạ? Né tránh mục sư, né tránh Chúa, đó là chuyện thật sự rất là chúng ta thường thấy xảy ra trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Adam nghe mà trốn Chúa. Rồi bây giờ, ngày trước người ta không thấy mình trần trùng, nhưng mà bây giờ thì thấy mình trần trùng, có nghĩa là mắt họ mở ra và thấy trần trùng. Hồi đó họ không biết, bởi vì một con người thuộc linh thì không có thấy hổ thẹn gì cả, có nghĩa là không có thấy vì những cái gì mà xác thịt, bởi vì họ là một con người thuộc linh. Nhưng mà bây giờ mắt họ mở ra, cái họ biết điều thiện điều ác, rồi họ thấy trần truồng. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng là bây giờ cái con mắt thuộc linh nó bị mờ tối rồi, bây giờ xác thịt lại mở ra cho họ, họ thấy những gì xác thịt, họ hổ thẹn, họ không nhận cái tội lỗi của mình. Adam đổ cho Eva, Eva đổ cho con rắn, và đổ từ nhau và không nhận tội. Và đây là điều mà chúng ta thấy được cái xác thịt của con người không nhận được tội lỗi của mình và đổ thừa cho người này và người kia. Đó là những con người sống trong xác thịt, và họ không hiểu biết những gì thuộc linh, đúng không ạ? Họ không hiểu biết những gì thuộc linh. Tôi nhất đoạn 2 câu 14 nói rằng là cái người có tính xác thịt thì không hiểu biết thiên liên được, không hiểu biết thiên liên được, bởi vì nhờ thánh linh mà suy xét mọi sự. Đó là cái người có người tự nhiên thì không thể nào hiểu biết một cách thiêng liêng được. Như vậy chúng ta thấy rõ rằng là một con người thiêng liêng, một con người thuộc linh và một con người xác thịt ở trong chính đời sống chúng ta ngày hôm nay. Và Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời dựng lên con người là thuộc linh, chứ Ngài không dựng lên con người xác thịt. Ngài không dựng lên con người để so sánh xác thịt, nhiều cái xác thịt mà không thấy được khải tượng, không thấy được cái tương lai, mà không thấy được Đức Chúa Trời, và không thấy nhiều điều thuộc linh. Và cảm ơn Chúa,
Vì lý do đó mà Đức Chúa Trời đã trở thành người đến với thế giới này, chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta được tái sanh. Chúa nói là nếu ngươi không tái sanh thì không thể thấy thiên đàng. Nếu ngươi không nhờ nước và thánh linh mà sanh thì không vào thiên đàng được. Và nếu ngươi thể chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, thể chi sanh bởi thánh linh là thần. Amen. Như vậy thì ngày hôm nay, khi con người ở trong xác thịt suốt bao nhiêu ngàn năm ở trong xác thịt, đến nỗi cái dân Israel là dân được chọn, dân có thể hiểu biết về Đức Chúa Trời. Nhưng mà khi Chúa Giê-xu nói rằng là ta là con của Đức Chúa Trời, thì họ nói Chúa Giê-xu rộng ngôn. Và Chúa Giê-xu kinh dẫn đoạn 10 thì câu 3-4 có rằng là trong luật pháp của các ngươi, Đức Chúa Trời phán các ngươi là các thần hay sao? Nếu mà luật pháp không có bãi bỏ được thì ta đây, ta nói ta là con của Đức Chúa Trời, tại sao các ngươi nói ta rộng ngôn? Bởi vì con Đức Chúa Trời là thần. Amen. Amen. Sợ yếu quá vậy? Sợ quá rồi. Nếu mà mình là thần là sợ không? Bởi vì Đức Chúa Trời nhận thấy con người là con người thuộc linh. Amen. Mà khi chết trong linh rồi thì con người trong đây xác thịt, sống trong xác thịt, ý tưởng trong xác thịt, làm đến xác thịt, mà nó nghịch lại với Đức Chúa Trời. Nên bây giờ Chúa Giê-xu đến và Chúa Giê-xu chết cho chúng ta, Chúa Giê-xu sống lại cho chúng ta, để tâm linh chúng ta được sống lại. Mà tâm linh được sống lại có nghĩa là thần. Amen. Nên Chúa nói rằng là Đức Chúa Trời là thần, ai thờ phượng Ngài và lấy tâm thần là Phật mà thờ phượng. Amen. Nên tâm thần của chúng ta là linh của chúng ta. Chúng ta đã được sống lại qua tin nhận Chúa Giê-xu là cứu Chúa. Và tâm linh chúng ta đã được sống lại rồi, mà tâm linh chúng ta được sống lại, chúng ta được sinh lại bởi Đức Chúa Trời, thì chúng ta trở thành con của Đức Chúa Trời. Mà con của Đức Chúa Trời là thần, nó trở lại với người đầu tiên qua Adam là sinh ra trong thuộc linh. Chúng ta là có một linh ở trong một thân xác. Amen. Amen. Chúng ta ở trong một thân xác có linh hồn, có tri thức, có tình cảm, có ý chí, nhưng mà có một tâm linh đầy dẫy quyền năng, đầy dẫy thánh linh của Đức Chúa Trời, và trở thành những con người mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên đầu tiên. Chúng ta nhớ rằng Adam đầu tiên Đức Chúa Trời tạo dựng nên, và Ngài hà sinh khí vào luân hồi, và con người trong đây một linh hồn sống. Nhưng mà Adam sau cưới không phải là trong một linh hồn sống, nhưng mà đã ra gì? Thần linh ban sự sống. Amen. Hoàn toàn khác nha. Ngài trở nên thần linh ban sự sống. Ngài Chúa Giê-xu sinh ra bởi Đức Chúa Trời, nhưng mà Chúa Giê-xu lại đầy dẫy thánh linh của Đức Chúa Trời. Amen. Và Chúa Giê-xu trở thành thần linh ban sự sống. Và khi Chúa Giê-xu đã về đời thì thánh linh của Đức Chúa Trời được đổ xuống trên những con người đã tin nhận Chúa Giê-xu. Chúng ta là những con người ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời, ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời, và chúng ta là một người đã sống lại phần linh. Chúng ta được gọi là thần, là con của Đức Chúa Trời, chứ mà không phải là thần linh là Đức Chúa Trời, nhưng mà là con của Đức Chúa Trời. Amen. Chúng ta thấy rằng là thần linh thì có Đức Chúa Trời, ma quỷ cũng là thần linh không ạ? Và con người cũng là thần linh. Nên chúng ta là linh, là con của Đức Chúa Trời, và chúng ta được đầy dẫy thánh linh của Đức Chúa Trời, được thánh linh chiếm hữu qua ngày lễ của tôi, thì chúng ta trở thành những con người phục linh trở lại. Mà không những mà bình thường như một người tái sanh, nhưng mà một người được thánh linh đầy bên ngoài, đầy cả bên trong và lửa bên trên nữa. Amen. Rất là mạnh mẽ để chinh phục những linh hồn tội nhân hư mất về cho Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đến đem sự tái sanh cho chúng ta. Và Chúa Giê-xu nói rằng là gió có thổi đâu đâu thì thổi, người nghe tiếng gió không biết gió đến từ đâu và đi đâu, người nào được sinh bởi Đức Thánh Linh cũng giống như vậy. Amen. Chúng ta là một người đã được sinh bởi Đức Thánh Linh thì giống như là cây cối, thì chúng ta thấy
lung lay, nhưng mà chúng ta không thấy gió, bởi vì gió nó tác động qua cây cối, tác động qua sự vật, và chúng ta thấy sự vật chuyển động mà không thấy gió. Thì ngày hôm nay chúng ta không thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời, nhưng mà những con người của Đức Chúa Trời sẽ chuyển động đấy. Amen. 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 Sẽ chuyển động và làm nhiều các phép lạ lớn lao qua hậu thánh của Ngài. Chúng ta thấy rằng là cái từ xác thịt chuyển qua sống của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Hồi trước là từ thuộc linh mà chuyển về xác thịt, nhưng mà bây giờ từ xác thịt chuyển qua Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta không còn sống về xác thịt nữa. Amen. Lý do tại sao mà Phaolô nói rất là nhiều, các sứ đồ nói rất là nhiều, và Chúa Giêsu giảng rất là nhiều về cái tính xác thịt và Thánh Linh. Trong sách Thế Ký đoạn 6 câu 12 thì nói rằng là xác thịt làm cho loài người bại hoại. Và chúng ta thấy bao nhiêu điều ô uế tồi tệ cho thế giới loài người ngày xưa. Bao nhiêu cái tội lỗi được ghi vào để chúng ta thấy một cái tấm gương xấu đó và chúng ta né tránh. Và cảm ơn Đức Chúa Trời, khi Chúa Giêsu đến, chúng ta được phục hồi phần tâm linh, có nghĩa là từ xác thịt chúng ta chuyển qua người thiêng liêng, là người thuộc linh. Có phải không quý vị? Chúng ta bây giờ là người xác thịt hay người thuộc linh không? Tuy chúng ta đang ở trong xác thịt, nhưng mà xác thịt đã được thánh hóa. Những gì hay chết được thánh hóa rồi. Những công việc chết cũ kỹ ngày xưa, thờ lại hình tượng, thờ lại người chết, thờ lại ma quỷ, rồi đọc bốn phù phép, bói qua tất cả những thứ đó, Chúa Giêsu lấy huyết của Ngài tẩy sạch lương tâm chúng ta rồi. Và còn lại những cái gì mà hai chết trong thân thể này cũng được thanh tẩy, cũng được thanh tẩy, và chúng ta trở thành con người thuộc linh. Amen. Hãy nói với người bên cạnh là bạn là người thuộc linh nha. Không có xác thịt nữa, không có sống theo xác thịt. Hôm nay là 8 câu 12 thì Phaolô nói gì? Anh em không mắc nợ xác thịt mà sống thì xác thịt. Amen. Và nói câu gì ta là nếu anh chị em sống thì xác thịt thì anh chị em sẽ chết, nhưng mà nếu chờ Thánh Linh làm chết như vậy làm có xác thịt thì anh chị em sẽ sống. Amen. Hãy bước theo Thánh Linh chứ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Vì lúc chúng ta học, chúng ta hiểu, chúng ta biết vậy đó, biết Chúa bảo là chúng ta phải sống với Thánh Linh, đừng ở sống theo xác thịt nữa. Và nhiều lúc là này, chúng ta chỉ biết vâng lời, chúng ta sống theo Thánh Linh thôi, nhưng mà chúng ta không hiểu được cái sự sâu nhiệm, cái sự sâu nhiệm của một con người thuộc linh, cái sự sâu nhiệm của Thánh Linh Đức Chúa Trời sẽ đưa chúng ta phải đến nỗi mà chúng ta thấy Philip không? Philip vẫn là con người xác thịt như thế này, cũng có một thân thể như thế này, nhưng mà Chúa cắt Philip đi mất. Giống như là biến hóa, giống những người mà gọi là những người tàn hình, phải không? Đây là công việc của Đức Chúa Trời, và ma quỷ nó cũng học bắt chước, và các phù thủy nó cũng học bắt chước, nó luyện phù thủy và tàn hình nữa. Đó là sự thật. Nhưng mà trong vương quốc của Đức Chúa Trời, cái việc tàn hình lại là chuyện nhỏ. Và để chúng ta biết được một con người thuộc linh, thì biết được các tí mất. Rồi sứ đồ Giăng còn nói rằng là ngày của Chúa thì sao? Ta được Chúa cắt ta đi trong lưng và thấy khải tượng, cắt đi trong lưng và thấy khải tượng, và ông đã viết khải huyền. Chúa cắt đi trong lưng cho ông sống trong lưng. Một con người thật sự được thanh tẩy, được thánh hóa, và một người thuộc linh là một con người rất là nhẹ nhàng, có thể gặp các băng lúc nào đấy. Amen. Mà nhưng mà nếu xác thịt không bay còn nặng quá, chịu không nổi, không có bay được. Nhưng mà dù chúng ta sống trong xác thịt, nhưng mà xác thịt chúng ta đã được thánh hóa rồi và trở thành người thuộc linh. Nhưng phi ra ông thiên ăn, ông cầu nguyện, rồi ông ngất đi. Ngất đi thì con người xác thịt có nghĩa là nằm đó, nhưng mà một con người thuộc linh và ông thấy khải tượng, ông thấy khải tượng Đức Chúa Trời thả xuống một cái khăn, rồi có những con vật bên trong nó chú biểu rằng hãy làm thịt mãi đi. Ông thấy những con vật ô uế trong đó, nó miệng của con không ăn những con vật đó. Từ Do Thái họ cũng rất là luật pháp, họ cũng theo luật pháp, họ không dám ăn những con vật mà Chúa nó là con vật ô uế, không có viên, không có vảy, không có móng lẻ là nó không được ăn. Nhưng mà Chúa nói rằng là
hãy làm gì mà ăn đi. Những gì mà Đức Chúa Trời đã làm cho sạch thì đừng có để là ô uế. Và ông không biết gì, nhưng mà sau đó biết rõ là Chúa muốn phán dạy ông là phải đi qua nhà cổng này để mà giảng cho dân ngoại. Chúa muốn chọn dân ngoại, Chúa muốn cứu dân ngoại, chứ không phải là chỉ là dân Do Thái mà thôi. Amen. Và những con người chúng ta, những con người thuộc linh, những lúc mà chúng ta có thể thấy rằng là cái thân xác mình hầu như là nó bất động, và chúng ta bước vào trong khải tượng, chúng ta nhìn thấy thuộc linh, chúng ta nhìn thấy những công việc của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể nhìn thấy là gọi là những âm tứ phân biệt các linh, chúng ta thấy được ma quỷ, những công việc của ma quỷ như thế nào trong linh của chúng ta. Amen. À, chúng ta có tấm linh của Đức Chúa Trời đầy dẫy, và chúng ta có những âm tứ của Đức Thánh Linh, mà nếu chúng ta được âm tứ mặc khải, nếu chúng ta được mà âm tứ phân biệt các linh, thì chúng ta thấy nhiều điều rất là tuyệt vời, đó là chúng ta bước vào trong thế giới linh. Anh chị em là những người có âm tứ Thánh Linh, anh chị em sẽ bước vào trong thế giới linh. Amen. Và anh chị em nhờ cái tấm linh của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời cũng đưa anh chị em vào trong thế giới linh để chúng ta có thể nhận biết thế giới linh này. Chúng ta nhận biết là ma quỷ có thể tấn công hay là cám dỗ ai đó. Một ngày kia thì ông mục sư Kenneth Hagin đó, ông đăng giảng trên tòa nhà. Cảm thấy bọn anh của mình bị con quỷ nó dẫn đến cái chỗ để tự tử. Ông xin lỗi hoặc thẳng cho tôi mấy phút. Ông ngưng giảng và ông ra phía bên ngoài. Chỉ và ông nhân dân xuống, ông lớn cho mấy con quỷ đó mày phải ra khỏi anh tại của ta. Và cả ông chúa thì anh ta tự nhiên thức tỉnh, bắt đầu trở về nhà, được giải phóng. Nếu chúng ta không thuộc linh, chúng ta không có thấy những công việc của ma quỷ trong cấp người nhà của chúng ta, gia đình của chúng ta, hậu thân của chúng ta. Và những lúc chúng ta đi ra đường, chúng ta gặp nhiều người mà chúng ta cần phải giải cứu họ, dù họ chưa biết Chúa, dù họ chưa biết Chúa. Có những lúc cũng thấy như một sư cô nhân đi ông kể lại, thì buổi sáng chủ nhật đó ông không thấy cô ca sĩ đi nhậu. Rồi sau đó ông mời gọi cô ca sĩ đó đến, và ông nói rằng hôm qua cô đi với ai. Cô ca sĩ nói dạ em bận quá em không có đến nhóm được, em đi đến chỗ này chỗ kia. Nhưng mà cô nói không có được, tôi thấy cô ngồi trên một chiếc xe, có một người đàn ông chở cô đi và đến nơi mà nghỉ ngơi đó cô đã phạm tội. Và cô gái một khóc nức nở ăn năn với Chúa, dù ngồi ở nhà vẫn thấy được, giống như là Elise khi nói với Gehazi là khi ngươi chạy theo Naaman và những người của Naaman xuống xe tiếp ngươi, linh của ta không ở với ngươi sao? Amen. Amen. Linh của ta không ở với ngươi sao? Thờ cựu ước mà họ giữ được Đức Chúa Trời, họ vẫn giữ được cái sự hiện diện của Đức Chúa Trời trên đời sống của họ, giống như là David, họ giữ được Đức Chúa Trời, cái sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong đời sống của họ, thì họ trở nên một con người thuộc linh dù họ chưa được tái sanh. Nhưng mà ngày hôm nay là ngày mà Chúa Giêsu nói là Thánh Linh ở với các ngươi đời đời. Amen. Amen. Hãy giữ được cái sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, và chúng ta hành động theo Thánh Linh của Đức Chúa Trời, giải quyết mọi nan đề cuộc sống của chúng ta theo Thánh Linh của Đức Chúa Trời, chúng ta không sự tệ sát thiệt nữa. Amen. Tại sao nhiều gia đình cứ cãi nhau hoài là sao? Vợ chồng cứ cãi nhau là sao? Chúng ta có sự bằng thuộc linh hay là sát thiệt? Nếu chúng ta là người thuộc linh thì hãy nói rằng kẻ nhà bán phải đi ra khỏi nhà ta, hôn nhân của ta. Amen. Kẻ nhà bán sẽ đi ra và sự tranh cãi ra thôi, đó là một người thuộc linh. Amen. Còn không là tức quá nhiều đó là cãi nhau với nhau trong nhiều lúc đánh nhau rồi đi dị luôn. Hãy đuổi cãi nhà bán ra thì sự cãi vã ra thôi. Amen. Sự tranh cãi này biết không? Amen. 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 Hãy giơ tay mình mạnh dạn lên, không có sợ gì hết, không sợ mất lòng gì hết. Amen. Biết bao nhiêu con quỷ nó muốn phá hại hôn nhân, phá hại gia đình của chúng ta mà chúng ta không biết, mà chúng ta cứ là một con người thuộc linh, là một người trong vương quốc thiên đàng, nhưng mà cứ xử theo xác thịt,
thì bởi làm sao mà chúng ta trở thành những người hưởng phước của Đức Chúa Trời? Chúng ta nhớ Galati đoạn 5 từ câu 19 đến 21 không? Xác thịt không hưởng được nước Đức Chúa Trời. Amen. Xác thịt không hưởng được nước Đức Chúa Trời. Nay chúng ta phải bỏ những gì thuộc về xác thịt để chúng ta sống với thánh linh của Đức Chúa Trời. Phải là một con người thuộc linh. Mà con người thuộc linh là con người vĩ đại, con người thuộc linh là con người siêu nhiên, một con người thuộc linh là một người rất phi thường. Mà chúng ta không sử dụng con người thuộc linh này thì chúng ta sử dụng xác thịt thì chúng ta thiệt thòi quá, vô cùng thương tiếc. Amen. Đúng không ạ? Amen. Chúng ta phải hội thánh, phải thuộc linh, phải thuộc linh, phải nhờ cải thánh linh mà xử mọi sự. Amen. Amen. Phải nhờ cải thánh linh mà suy xét và xử mọi sự. Chứ đừng để cái câu kinh thánh rằng là người tự nhiên không thể hiểu được những gì thiêng liêng của Đức Chúa Trời, không thể hiểu họ, bởi vì phải nhờ thánh linh mà suy xét. Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời rất thuộc linh và Ngài muốn ban phước cho chúng ta, phải không? Tôi đọc cái câu Ê-phê-sô đoạn 1 câu số 3 này nói như thế này nè: ca tụng Đức Chúa Trời của Chúa Cứu Thế Giê-xu Chúa chúng ta, là Đấng đã ban cho, đã ban đủ mọi phúc lành thiêng liêng trên trời cho chúng ta trong Chúa Cứu Thế. Cảm tạ Đức Chúa Trời Cha của Chúa Cứu Thế Giê-xu Chúa chúng ta, phải không ạ? Đấng đã ban mọi phúc lành thiêng liêng trên trời cho chúng ta trong Chúa Cứu Thế. Ban mọi phước lành thiêng liêng ở các tầng trời, trên trời ban cho chúng ta. Rồi chúng nói là nếu mà anh em dân một phần mười thì sao? Cửa sổ từ trời nó mở ra, nó đổ phước cho chúng ta, để ngồi không có chỗ chứa. Mọi phước lành của chúng ta thuộc về ở trên trời, trên các tầng trời. Cái người xác thịt nó là ở dưới đất là nói chuyện trên trời, phải vậy không? Họ thường nói mình mà có người thuộc linh mình nói những việc thuộc linh thì nó ở dưới đất, nó chìm trên trời. Tôi có một người bạn ở trong hội thánh truyền thống, tôi nói chuyện với người bạn ấy rất là nhiều, một mình rất là sốt sắng bởi vì mình thấy những cái việc trên trời, một cái việc thiêng liêng vô cùng tuyệt vời. Mình nói chuyện mình muốn người đó nghe biết được cái Chúa thật sự ngày hôm nay, nhưng mà người đó nói rằng ở dưới đất nó nói chuyện trên trời không? Ở dưới đất nó nói chuyện trên trời. Cho đến một ngày Chúa đồng chạm, Chúa thăm viếng thì khóc sướt mướt, khóc sướt mướt. Nói đúng đó là khóc, nói đúng đó là khóc. Giờ này mới hiểu được những gì là thuộc linh, mới hiểu được những gì là tái sanh, mới hiểu được những phước hạnh thiêng liêng. Thì có nói rằng bởi vì khi cái việc gia đình kinh tế nó nổ ra một phát là lúc đó là bắt đầu kêu Chúa, Chúa ơi, Chúa ơi cứu con, lúc đó thì Chúa mới bày tỏ phép lạ quyền năng mà chính Chúa ra, thì mới hiểu được thuộc linh là thế nào. Chứ còn không này, sống thì cứ bình bình như vậy, sống đem xác thịt như vậy cho đến khi năng này xảy ra, Chúa ơi cứu con, Chúa ơi cứu con, và kêu xin mà thật sự là hết lòng kêu xin Chúa, và Chúa cũng bày tỏ quyền năng của Ngài giải cứu, thì chỉ được một cái phần cuối cùng, đó là giải cứu những vấn đề trong cuộc sống rồi trở lại sống theo xác thịt. Khi anh chị em được tái sanh, khi anh chị em được bắt đem trong Đức Thánh Linh, anh chị em bắt đầu đầy dẫy tình yêu thương, đầy dẫy đức tin và quyền năng, sống hấp thuộc linh và làm chứng cho người này tin Chúa, nhập chứng cho người kia tin Chúa. Rồi sau một thời gian rồi hình như bắt đầu nó lắng xuống, bởi vì con mắt thuộc thể của chúng ta mở ra, chúng ta nhìn thấy, tự nhiên nó nhìn thấy. Mà giờ hôm nay mình bỏ thời gian mất nhiều quá, công sức nhiều quá, rồi mấy người tin Chúa nó chăm cực quá, khổ quá đủ điều hết rồi, nó cho chúng ta chùn bước. Nên Chúa nói rằng là hãy nhớ lại tình yêu của ban đầu. Người đã xa suốt từ đâu, hãy ăn năn và trở lại. Amen. Amen. Tôi nói với quý vị rằng chúng ta là người thuộc linh, chẳng phải là người xác thịt. Amen. Hãy sống trong thuộc linh và tin rằng mọi phước hạnh thiêng liêng từ các nơi trên trời sẽ đổ xuống trên đời sống của chúng ta. Amen. Chúng ta có đức tin để nhận lãnh mọi phước hạnh thiêng liêng từ các nơi trên trời. Bởi vì phước hạnh đó ở trên trời mới đổ xuống được. Chứ còn dưới đất nên làm sao mà đổ xuống? Còn nếu một người thuộc linh là tin rằng là
cơ nghiệp của Đức Chúa Trời, vương quốc của Đức Chúa Trời và phước lành của Đức Chúa Trời sẽ đổ từ trời đổ xuống theo thánh của Chúa. Và đó tôi gặp một sư du rồi những người Hàn Quốc, và ông nói trong cái thời kỳ mà Hàn Quốc bị sụp đổ kinh tinh thế, ông nói rằng hậu thánh của Chúa không hề hỏng gì cả, bởi vì phước lành của Đức Chúa Trời từ trời đổ xuống, hậu thánh của Chúa không hề hỏng gì cả. Amen. Amen. Và chúng ta thấy thì vừa rồi đã có mấy gần 2 năm dịch lễ Covid đó mà ở thánh phúc âm toàn vẹn của chúng ta không có ai chết, không ai chết cả. Bởi vì Đức Chúa Trời là đấng tể trị và Đức Chúa Trời là đấng ban phước lành. Chúng ta thấy con người xác thịt nhìn vào chúng ta thấy hơi khó đúng không? Phải không? Thấy là phước hạnh từ các nơi trên trời, phước hạnh thiêng liêng từ các nơi trên trời Chúa dành cho chúng ta thấy hơi khó nhận quá. Khi Phaolô nói về phước hạnh từ các nơi trên trời đó, tôi đọc lại nè: chúc tụng Đức Chúa Trời Cha của Chúa cứu thánh Giêsu Chúa chúng ta, là đấng đã ban cho chúng ta đủ mọi phúc lành thiêng liêng trên trời cho chúng ta trong Chúa cứu thế. Mà trong Chúa cứu thế mới nhận được nha. Trước khi sáng tạo vũ trụ, Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta trong Chúa cứu thế để chúng ta trở nên thánh hóa, không có gì đáng trách trước mặt Ngài. Amen. Phước hạnh đã dành riêng chúng ta ở trên trời, và chúng ta cũng trong đấng Christ được thánh hóa. Cái người được thánh hóa đó mới nhận phước hạnh thiêng liêng từ các nơi trên trời. Vì yêu thương và theo mục đích tốt đẹp của ý định Ngài, Đức Chúa Trời đã tiền định cho chúng ta làm con nuôi của Ngài nhờ Chúa cứu thế Giêsu, để chúng ta ca ngợi ân sủng vinh quang mà Đức Chúa Trời đã ban tặng cho chúng ta trong con yêu dấu của Ngài. Trong Chúa cứu thế, chúng ta nhờ huyết Ngài được cứu chuộc, được tha thứ các tội phạm theo đường ân sủng phong phú mà Đức Chúa Trời đã ban xuống tràn đầy trên chúng ta cùng với tất cả sự khôn ngoan và thông sáng. Amen. Tình yêu rồi ân sủng, sự khôn ngoan, sự thông sáng cũng đổ xuống đầy tràn trên chúng ta. Amen. Từ trên trời chứ không có từ dưới đất này đâu. Amen. Và qua câu 17 thì ông nói gì đi? Tôi cầu xin Đức Chúa Trời của Chúa cứu thế Giêsu Chúa chúng ta, chính Cha vinh quang ban cho anh chị em tâm linh khôn ngoan và khải thị để nhận biết Ngài. Amen. Amen. Chỉ có tâm linh mới nhận biết được các phước hạnh thiêng liêng, tình yêu, ân điển và tất cả mọi thứ từ thiên đàng đổ xuống cho chúng ta, thì tâm linh chúng ta được khôn ngoan và được khải thị từ nơi thánh linh của Đức Chúa Trời, thì chúng ta mới nhận được điều đó. Amen. Nên cái điều vô cùng quan trọng ở đây là quý vị phải cầu nguyện để tâm linh chúng ta đầy dẫy sự khôn ngoan và thông sáng. Tâm linh chúng ta cần có sự khải thị của thánh linh Đức Chúa Trời luôn luôn để chúng ta nhận biết chính Đức Chúa Trời, nhận biết được chính chúng ta được kêu gọi như thế nào, nhận biết được cơ nghiệp giàu có vinh quang của Đức Chúa Trời, và nhận biết quyền năng vĩ đại siêu việt mà Đức Chúa Trời ban cho những người tin. Amen. Amen. Và Chúa nói rằng là và thế nào là quyền năng vĩ đại siêu việt Ngài dành cho anh chị em, là những người tin theo như năng lực mạnh mẽ của Ngài hành động. Đây là năng lực Ngài tác động trong Chúa cứu thế, khiến con Ngài sống lại từ trong cõi chết, ngự trị bên phải Đức Chúa Trời trên các tầng trời, trỗi hơn mọi giới lãnh đạo thẩm quyền, năng lực và thống trị vượt trên mọi danh hiệu được tôn xưng trong đời này và đời đến nữa. Đức Chúa Trời bắt vạn vật phục dưới chân Chúa cứu thế, lập Ngài đứng đầu trên mọi sự, làm đầu hậu thánh. Hậu thánh là thân thể Ngài, là sự đầy đủ trọn vẹn của đấng làm viên mãn mọi sự trong mọi loài. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa, chúng ta có một Chúa cứu thế vô cùng vinh hiển, vô cùng quyền năng, và danh của Ngài là danh trên hết mọi danh. Amen. Amen. Và chính là quyền năng của thánh linh Đức Chúa Trời làm cho Chúa Giêsu sống lại từ kẻ chết, và bây giờ Ngài trở thành đầu của hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài. Amen. Amen. Thì hội thánh có thể nhận lãnh tất cả những gì của anh cả mình. Amen. 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 Vì Chúa Giêsu là đầu hội thánh, và hội thánh là thân thể của Ngài.
Chúa Giêsu ăn cả và chúng ta là con thứ. Amen. Và bởi vậy giữa Hội Thánh và Chúa Giêsu được liên kết với nhau là một, và Chúa Giêsu đã nhận lãnh như thế nào thì chúng ta cũng nhận lãnh như thế ấy. Amen. Rồi anh Dũng có nói rằng là nếu là con thì sao? Hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời và cơ nghiệp của Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Bởi vì anh chị em đã chịu khổ với Chúa Giêsu thì cũng đồng vinh quang với Chúa Giêsu. Amen. Chúng ta có hai cơ nghiệp, cơ nghiệp của Đức Chúa Trời và một phần cơ nghiệp con ăn cả mình nữa. À, mà nếu mà muốn hưởng cơ nghiệp của Chúa Giêsu thì chúng ta phải trong chịu khổ của Chúa Giêsu thì chúng ta mới nhận lãnh vinh quang của Chúa Giêsu. Amen. Các cơ nghiệp của Chúa Giêsu ban cho chúng ta là đầy dẫy cái sự vinh quang. Chúa Giêsu vinh quang thì chúng ta cũng được vinh quang. Amen. À, chúng ta cần phải hiểu được điều này. Phải là một con người thuộc linh, phải là một con người thiêng liêng. Đó mà chúng ta thấy trong Phục Truyền đoạn 28 nói về nếu nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời nương và làm theo thì mọi phước hạnh ngươi sẽ được phước khi đi ra đi vào, được phước trong thùng gạo, được phước trong thùng nhồi bột, được phước trong giỏ đi chợ, được phước trong cái tổ đồ ăn, được phước trong đồng ruộng, trong con cái của các ngươi, được phước. Amen. Và phước hạnh đó từ thiên đàng đổ xuống, và chính Ngài là Đấng đã làm cho dân Israel suốt 40 năm trong đồng vắng. Đúng không? Amen. Là phước hạnh từ trời. Chúng ta suy nghĩ 40 năm không cần làm gì đó vẫn có đồ ăn như thường mà, phải không? Từ các nơi trên trời đổ xuống. Amen. Amen. Từ các nơi trên trời đổ xuống trụ mây và trụ lửa hàng ngày dẫn dắt cuộc đời của họ, dẫn dắt họ, và phước lành đổ xuống. Nước trong hòn đá không phải là từ hòn đá nó ra nước đâu, nhưng mà quyền phép của Đức Chúa Trời, quyền năng khiến đá chảy ra nước để hậu uống, quyền năng khiến mana đổ xuống, quyền năng khiến chim cút đến, và tất cả là bởi quyền năng của Thánh Linh. Amen. Quyền năng vĩ đại siêu việt mà Đức Chúa Trời ban cho những người tin là thế nào. Amen. Nên bởi quyền năng chúng ta có thể nhận là tất cả mọi điều. Chúng ta đừng có tính xác thịt đó là cứ cơm áo gạo tiền cứ rồi chúng ta cứ lo đi làm suốt thôi, là như vậy vẫn còn thiếu, tiếp tục làm, có nhiều người làm luôn chủ nhật luôn. Chúng ta suy nghĩ hãy có cái nhìn của Abraham hay là cái nhìn của Lot. Lót thì nhìn phía bên kia đồng cỏ tốt tươi của anh, mà đó chắc chắn là coi như bảo đảm thịnh vượng, mà thật sự đó là thật sự luôn. Qua bên đó là chiên nó mập, nó béo, nó sinh sản rất là nhiều, nhưng mà cuối cùng là sao? Cuối cùng cứ hết dành cho lửa, cuối cùng là dành cho lửa, đúng không? Còn Abraham thì nhìn như thế nào? Abraham thì ngước mắt lên trời, chú bị ước mắt lên nhìn tém sao đi, nó hơi giống như ảo đúng không? Tém sao trên trời cho nó giống như sao trên trời cái các vật nhỉ? Rồi có người người sẽ nhìn năm tay năm mắt đi, thật sự nhìn năm tay năm mắt tôi thấy cái vùng trời đó đứng dưới đất mà, nhưng mà cái con mắt thuộc linh, con mắt thuộc linh nhìn thấy, chú là người nhìn thấy ở đâu? Đi, ta sẽ ban cho. Biết tôi mà lúc đó giờ Abraham thì nó nói Chúa ơi, ta của người ta đúng không, giờ từ nó ở đây bây giờ Chúa nói Chúa chọc không, chuyện này rất là vô lý đúng không? Nhưng mà Abraham tin nên kể là công chứng. Amen. Giô-se Caleb thì chúng ta nghĩ sao? Giô-se Caleb nó là dân đó là đồ ăn của chúng ta, dân dễ dàng cái kia là thằng lũy kiên cố kia kìa, còn 10 tháng tử kia thì sao? Chúng ta học dân nhà cao lớn thành phố tường thành là kiên cố, chúng ta giống như con cào, mà mình nghĩ như vậy mà nó cũng nghĩ như thế đó, mình là con cào cào trước mặt nó mà thôi. Và tất cả những con người đó chết trong đồng vắng, những người xác thịt nó chết trong đồng vắng, nhưng mà những con người có cái nhìn thuộc linh là họ tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời, tin vào mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Amen. Tin vào mạng lệnh của Chúa, đó là những con người thuộc linh.
những con người thiêng liêng là Chúa phán dạy tin và làm theo. Một David nhìn vào Goliath, tại vì không có cao thôi. Amen. Nhưng mà Sao-lơ nhìn ra, nhìn Goliath thì thấy là kinh khủng quá, người khổng lồ kinh khủng. Cả dân Israel, cả vua đều phải khiếp đảm đứng trước Goliath. Nhưng mà David thì sao? Ta lấy danh hiệu hồ ba Đức Chúa Trời phạm quân mà đánh với người. Không? Và David nhìn thấy Đức Chúa Trời lớn lao vô cùng, đầy dẫy quyền năng, còn Goliath chẳng là cái gì hết. Người được sức giàu. Amen. Anh chị em được sức giàu chưa? Amen. Chúng ta đã được sức giàu rồi. Amen. Anh chị em đã được sức giàu trong con thắng rồi. Amen. Chúa Giêsu được đầy dẫy trong con thắng thì Ngài tuyên bố là Ngài đã được sức giàu. Thần của Chúa ngự trên ta và Ngài đã sức giàu cho ta. Thần Linh đến là đã được sức giàu. Amen. Chúng ta được bắt lên cái Thần Linh là đã được sức giàu rồi. Chúng ta phải có cái nhìn thuộc linh và chúng ta phải sống thuộc linh. Mà quyết định không sống theo giá tiền nữa. Amen. Amen. Quyết định không sống theo giá tiền nữa. Đồng ý không ạ? Amen. Điều này tôi không phải nói là anh chị em không ngủ, không ăn, không uống, không làm gì nha. Nhưng mà chúng ta phải có con mắt thuộc linh nhìn và luôn luôn nương dựa nơi thánh linh của Chúa Trời để chúng ta trở thành những con người thuộc linh trong tương lai. Chúng ta phải tập tành bước đi, bởi vì khi chúng ta tái sinh, tức là một đứa trẻ được sinh ra. Amen. Mà khi đứa trẻ sinh ra thì nó nghe, nó thấy, nhưng mà nó không có hiểu biết gì, đúng không? Nó đâu có suy nghĩ, nó hiểu biết gì đâu, nó rất là đơn sơ, chỉ thấy, chỉ nghe, nó thể đói đồ ăn nhưng mà không hiểu biết, nên nó cần phải được nuôi dưỡng, trưởng thành rồi dạy dỗ. Khi chúng ta tái sanh, chúng ta có lời của Đức Chúa Trời mỗi ngày, chúng ta trưởng thành, tầm thước thoát dạng đầy trọn, được hiện nhất với nhau, họ giống Chúa Giêsu của chúng ta, để chúng ta trở thành những con người thuộc linh. Và chúng ta thấy 3 năm mà các môn đồ ở với Chúa Giêsu thì sao? À, cũng có người hiển thị bán Chúa, rồi cũng có người thì cũng ngồi bên hữu, rồi cái tả là xác thịt không à. Có người như Phi-rơ, nó theo cái tính, theo cái thói quen, theo cái một con người xác thịt đó là nó... Chúa nào làm nở vậy, con đứa chăm cho Chúa chứ không phải Chúa đứa chăm cho con nữa. Đó là theo cái tính của con người, theo cái xác thịt của con người là vậy. À, nhưng mà sau đó Phi-rơ dẫn gia cơ cũng được, thay Chúa hóa hình. Những con người đặc biệt này Chúa cho thấy Chúa hóa hình như thế nào, thấy Eli, thấy Môi-se như thế nào. À, nhưng mà chúng ta nhớ rằng là lúc đó họ chưa được tái sinh. À, khi Chúa Giêsu đã chết và Ngài đã sống lại rồi thì Ngài hà hơi trên họ và Ngài nói là hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Rồi sau đó Chúa căn dặn họ ở trong thành cho đến khi mà bằng mấy quyền phép từ trên cao. Amen. Họ được tái sanh rồi họ được bắt tên trong Đức Thánh Linh và họ trở thành những con người thuộc linh mà nhìn thấy thuộc linh, nhìn thấy mục đích của Đức Chúa Trời, nhìn thấy ý muốn của Đức Chúa Trời chứ không còn là xác thịt làm theo ý của mình nữa. Làm theo ý của mình quá hạn hẹp, quá thấp kém, bởi vì trời cao hơn đất bao nhiêu. Amen. Thì ý tưởng ta cao hơn ý tưởng của các người bấy nhiêu. Ý tưởng con người đầy dẫy sự khôn ngoan đó, nhưng mà Chúa nói là trời cao hơn đất bao nhiêu thì ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các người bấy nhiêu, phải không? Amen. Nên chúng ta không có sự hãy ăn năn trong Esai 55 là hãy ăn năn cái ý tưởng gian ác của mình để chúng ta tiếp nhận ý tưởng của Đức Chúa Trời. Mà nếu chúng ta có ý tưởng của Đức Chúa Trời như nhất đoạn 2 câu 16 nói là còn chúng ta thì có ý của Chúa của Thế Giêsu. Amen. Còn chúng ta có tâm trí của Chúa Giêsu, một tâm trí gắn bó với Đức Chúa Trời, một tâm trí đầu phục Đức Thánh Linh và luôn luôn dưới sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, và Chúa Giêsu trở thành con người vô cùng vĩ đại, tuyệt vời. Và Ngài đã chọn môn đồ của Ngài thế hệ sau để tiếp tục nối gót Chúa Giêsu, rồi Ngài tiếp tục chọn hội thánh của Chúa, lành lọc hội thánh của Chúa, tiếp tục cho đến bây giờ chúng ta là những con người thuộc linh. Amen. Ngày hôm nay chúng ta là những người thuộc linh chứ không thuộc thể rồi. Chúng ta phải quyết định rằng là phải sống thuộc linh và sống là một con người thiêng liêng và phải xử sự theo thiêng liêng, không thể sống trong vương quốc thiên đàng mà trái lại thì chúng ta phải xử theo xác thịt. Chúa Giêsu nói là những đứa khác thì làm gì? Tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài thì ta phải cho người thêm mọi điều. Nhưng trước hết phải tìm kiếm nước Đức Chúa Trời. Nước Đức Chúa Trời nằm trong Kinh Thánh này. Amen. Nằm trong Kinh Thánh này Chúa dạy cái gì? Hãy cần biết tất cả những gì thuộc về vương quốc thiên đàng ở trong Kinh Thánh, trong lời của Đức Chúa Trời được gọi là lá thập đó. Hãy
tìm hiểu, hãy suy gẫm, hãy tin và hãy bước theo lời của Đức Chúa Trời. Bước theo sự công chính của Đức Chúa Trời nữa. Đức Chúa Trời chúng ta công chính như thế nào và Ngài tuyên xưng chúng ta là công chính khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu như thế nào, thì chúng ta hãy sống công chính và chúng ta sống một con người thuộc đức. Còn kia thì có một sư người Mỹ với đại hội của một sư đạo Công Nhân, một sư Quỳnh Quốc Thắng, ông đang ngủ với ông bạn, hai ông ngủ trong một cái phòng đó, cái tự dưng thế là đi mất tiền, ông về Tuy Hòa, ông về đó xong rồi cái ông quay trở lại mà ông bạn nghe cái bức cái nhìn thấy khi ông ngủ thì ông mặc bộ đồ ngủ, mà khi nghe cái bích đi dồn lại cái ông mặc bộ đồ vest, rồi các đồ ông kể lại, ông kể lại nói gì chú đưa ông đánh chỗ Tuy Hòa, Tuy Hòa mà nó tiếng Mỹ mà nó chữ gì Việt Nam, Tuy Hòa Tuy Hòa gì mà nó không hiểu, và cuối cùng ông sửa, ông nhận ra là đó đúng là Tuy Hòa Việt Nam. À thì cái thật gọi là những người kinh của mình á, giết những người dân rất là nhiều cho nó máu, thấy một cái dòng sông máu và hướng dẫn hội đồng phải ăn năn những cái tội giết người và tội của người Việt Nam của mình, ăn năn xin Chúa tha thứ và phục hồi lại, có những người dân nó còn phục hồi trở lại để mà Chúa tha thứ và Chúa phục hồi thương xót đất nước Việt Nam của mình. Một người xác thịt nhưng mà rất là siêu nhiên, Chúa đưa đi trong lưng, Chúa đưa đi trong lưng và thấy từ Mỹ qua Việt Nam và từ Việt Nam trở về Mỹ, đó điều rất là thật sự chứ không phải là mơ hồ đâu. Anh cảm ơn Chúa, anh chị em hãy mong ước mình sống như những con người trong công vụ các sứ đồ, giống như là Philip, giống như là Phi-rơ, giống như là Phao-lô, là những con người như vậy để chúng ta trở thành những con người đúng với ý muốn của Chúa Trời. Quyết định là không sống thì sao tìm được. Chúng ta đồng ý mà. Amen. Quyết định phải nhớ Thánh Chúa thôi. Anh em nhờ Thánh Linh mà sống, hãy bước theo Thánh Linh vậy. Amen. Tôi nói rồi, hãy bước theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Xác thịt dẫn đến sự chết, nhưng mà Thánh Linh dẫn đến sự sống và bình an. Chúng ta đã được bắt tay trong sự chết của Chúa Giêsu, chúng ta được đồng chết với Chúa Giêsu và đồng sống lại với Chúa Giêsu. Nếu chúng ta kết thiện với sự chết của Chúa Giêsu thì chúng ta mới kết thiện với sự sống của Chúa Giêsu. Amen. Nếu chúng ta không chết với Chúa Giêsu, chúng ta không thể sống lại với Chúa Giêsu được. Và khi chúng ta đã sống lại rồi thì chúng ta nhớ là chúng ta là người mới của Chúa Giêsu. Này mọi sự cũ đã qua đi, này mọi sự được trở nên mới. Amen. Chúng ta là người mới sống trong cách mới của Đức Thánh Linh. Chúng ta ở trong cái cách mà Thánh Linh sẽ hướng dẫn cuộc đời của chúng ta còn lại. Chúng ta hoàn toàn mới đối với thế gian này. Mọi người xung quanh chúng ta thấy rằng ồ, cái người này ngày trước như thế này, nó đủ mọi thứ gọi là chê trách đó. Nhưng mà ngày hôm nay cái người này mới quá, người này lạ quá, bởi vì người ấy bây giờ không phải là còn ở trong vương quốc Chúa Thánh nữa, nhưng mà ở trong vương quốc sáng láng. Bởi vì trong vương quốc Chúa Thánh thì thần của đời này là mù lòng họ, họ không biết được phúc âm, nhưng mà bây giờ họ được mở mắt rồi, họ trở thành người được Thánh Linh Chúa dẫn dắt vào trở nên những người siêu nhiên, những người tiên liên của Đức Chúa Trời. Amen. Thì chúng ban phước cho họ thánh của Chúa, chúng ta cùng đứng lên chúng ta chung trong sự công nghệ. Tôi nói là Đức Chúa Trời dựng nên con người thuộc linh và tội lỗi đánh mất con người thuộc linh và sống sanh thịt. Và giải pháp thứ ba là giải pháp của Chúa. Chúa Giêsu đến và phục hồi lại đời sống của con người, và con người có một đời sống mới, có một đời sống mới, một đời sống thuộc linh, đời sống thiên liêng. Cảm ơn Chúa. Còn chúng ta đây đi chung trong sự tập. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.